Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Australia. Đây là trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ 35 phút ngày 15 tháng 10 và theo đánh giá đội tuyển Nhật Bản sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Australia với mức kèo là 1,5, mức kèo cũng có thể tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25, mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả kết bạn Zalo hoặc ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Australia thì Nhật Bản bất bại trước Australia với 4 trận thắng và 1 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Nhật Bản toàn thắng cả 5. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Australia thì Australia thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Nhật Bản chấp 1,5 nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình, ở thời điểm hiện tại, Nhật Bản đang được đánh giá là nhỉnh hơn Australia một bậc. Thứ hai nữa thì Nhật Bản có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì Nhật Bản cũng đang áp đảo hoàn toàn so với Australia. Những lần mà tiếp đón Australia trước đây, đa phần là Nhật Bản đều có chiến thắng cách biệt. Ở lượt trận này tiếp tục được đá trên sân nhà với lực lượng hầu như là mạnh nhất và phong độ đang cực kỳ tốt. Thì với mức kèo này, mình dự đoán là Nhật Bản họ sẽ vượt qua được. Cho nên bạn nào tin tưởng mình, ưu tiên chọn Nhật Bản chấp nha. Mức tài xỉu là 3 trái 3,25 và 2,75. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì thường cũng có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Cái phong độ ghi bàn của Nhật Bản lẫn Australia nó cũng đang rất đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu hấp dẫn và sẽ tiếp tục có nhiều bàn thắng được ghi. Và cũng không loại trừ khả năng là Nhật Bản đang thăng hoa thì họ sẽ thắng đậm không chừng. Dự đoán sẽ có tỷ số là 4-0 hoặc 4-1 nghiêng về cho Nhật Bản. Bạn nào tin tưởng mình nữa, ưu tiên đá nhẹ tài 3, canh tài hạ dưới 3 thì vào tài theo ý muốn của các bạn nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ cũng đang vượt trội hơn thì Nhật Bản họ cũng sẽ chắc chiêu cơ hội của mình để có được 1 hoặc 2 bàn dẫn trước, thậm chí là 3 bàn. Hiệp 1 các bạn chọn Nhật Bản nha. Và canh tài hiệp 1 còn từ 1 trái trở xuống thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Nhật Bản và tài. Ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.